Chào các bạn, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Đưa Âm Thanh. Ngày hôm nay thì bên em đã có hai cái đơn hàng nâng cấp của thương hiệu Smartcar. Thì hai bác khách gửi lên cho bên em hai cái đầu của hai thương hiệu khác nhau. Thứ nhất đó là cái đầu Arknot các bác nhá. Đầu thứ nhất là thuộc thương hiệu Arknot này, và đi kèm với cả cái đầu Arknot này đó là cái cây chọn bài của Arknot. Và cái cây chọn bài này thì nó đặc biệt ở chỗ là nó sẽ không có đường truyền hình ảnh, mà nó chỉ có một đường dây cắm nguồn và một đường dây mạng thôi. Và đây là cái màn chọn bài không dây của Arknot, và cái cách để mà chúng ta cài đặt cái ứng dụng lên thì nó cũng sẽ đặc biệt hơn so với những cái đầu chọn bài khác, và tí nữa thì em sẽ nói rõ hơn. Thứ hai là cái đầu của hãng VinaKTV các bác nhá. Cái đầu của VinaKTV thì kèm theo đó là cái màn cảm ứng địa dung 21 inch của VinaKTV. Và hai bác khách này gửi hai cái bộ chọn bài cả đầu cả màn này về nhờ bên em nâng cấp lên cái main mới nhất thị trường 2023 thời điểm bây giờ, đó là cái main Smartcar đến từ thương hiệu Smartcar. Và cái main này thì ở bên trong nó, sau khi mà chúng ta nâng cấp xong thì cái đầu cũ của nhà các bác nó sẽ biến thành một cái đầu karaoke mới nhất thị trường hiện tại bây giờ, với đầy đủ tất cả các tính năng đặc biệt như là hát karaoke online, YouTube không quảng cáo này, xem phim, lướt web, xem truyền hình mặt đất, điều khiển điện thoại, điều khiển bằng cảm ứng hoặc điều khiển bằng chuột, điều khiển bằng điều khiển TV đều được hết các bác nhá. Đây là một cái dòng đầu rất là đa năng, và khi mà chúng ta lắp cái main này thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với nó là 99% các đầu liền những cái đầu cảm màn cảm ứng ở trên thị trường. Ví dụ như màn Vina đây, và ví dụ như màn Arknot đây, hay là màn cảm ứng của BTE, thì chúng ta đều có thể lắp ghép được với cả cái main Smartcar này để sử dụng một cách bình thường. Và ở đây các bác thể thấy đây là cái main cũ của cái đầu Arknot này, thì bên em đã tháo ra rồi, và bên trong thì em đã thay vào cái main mới nhất của Smartcar. Đây là cái main xanh của Smartcar các bác nhé. Thì cái đầu Smartcar này nó sẽ có tổng cộng là 3 loại main. Hai loại main màu xanh lá cây gọi là main Pro, và main Plus này là dành cho anh em đi làm sự kiện, thì nó sẽ chạy được hai ổ cứng song song, và nó sẽ đưa ra hai đường hình. Và thứ hai là một loại main màu đen là main 360, thì nó sẽ sử dụng để dùng gia đình, thì nó chạy một ổ cứng và chạy chạy đưa ra một đường hình HDMI thôi. Và thật ra anh em đi làm sự kiện cũng hoàn toàn có thể sử dụng main đen hay main xanh đều được, tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Và ở đây cái ổ cứng này là ổ cứng cũ của cái đầu Arknot, thì bên em đã tháo ra và bên em đã chạy lại cái dữ liệu mới nhất của bên Smartcar vào rồi. Và toàn bộ thì vỏ đầu và main nguồn, vỉ nguồn, ổ cứng sẽ được giữ lại, và chúng ta chỉ nâng cấp đúng duy nhất đó là một cái main thôi là xong. So với việc mà các bác mua cái đầu mới giá rơi vào khoảng 8 triệu 2 cho đến 10 triệu, từ 8 cho đến 10 triệu tùy vào cái dung lượng ổ cứng mà các bác lựa chọn nữa, thì cái việc mà các bác nâng cấp lên, thứ nhất là chúng ta giữ lại được cái vỏ đầu cũ của các bác, giữ lại được cái đầu cũ mà chúng ta không bị lãng phí khi mà chúng ta vứt đi, và các bác sẽ được tiết kiệm một khoản chi phí rất là lớn các bác nhé. Chỉ khoảng 5 triệu đến 5 triệu rưỡi thôi là các bác có thể sở hữu được cái đầu đời mới rồi. So với việc mà chúng ta mua đầu mới thì nó rẻ hơn khoảng gần một nửa đúng không các bác. Và tiếp theo thì đây là cái màn hình chính khi mà chúng ta vào cái giao diện ứng dụng Smartcar, Karaoke Smartcar để chúng ta điều khiển. Thì hai cái màn cảm ứng này, cái ứng dụng này mà điều khiển thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà đặc biệt ở cái màn Arknot không dây, cái màn chọn bài Arknot không dây này các bác nhé. Đây này, thì nó sẽ như là một cái máy tính bảng. Nó như là một máy tính bảng các bạn. Nó sẽ không liên kết đường hình ảnh từ cái đầu ra, mà chúng ta sẽ sử dụng nó, chúng ta sử dụng nó như là một cái máy tính bảng, như một cái điện thoại. Chúng ta vào trong cái cửa hàng, con này chạy Android các bác nhá, thì các bác sẽ vào cái cửa hàng CH Play này, và các bác cài về cái ứng dụng, nó ghi là Smart Karaoke đây, ứng dụng màu đỏ đây này. Khi mà chúng ta tải về thì chúng ta mở ứng dụng này lên, chúng ta kết nối nó cùng với một mạng so với cái đầu này, là chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được cái đầu. Ở đây thì ví dụ em sẽ chọn bài các bác nhé. Các bác có thể thấy là khi vừa vào giao diện Smartcar thì nó sẽ có 3 mục là Karaoke, YouTube và SoundCloud. Thì cái mục Karaoke này chính là cái ở trong ổ cứng của các bác. Ở trong cái ổ cứng này thì em đã có hoàn toàn những cái bài hát mới nhất rồi, thì các bác chỉ cần nhấn và chọn là nó sẽ tự động nó phát ra bài hát mới các bác nhé. Là cái bài hát chúng ta vừa chọn, và đường hình ảnh nó đưa lên TV, các bác có thể thấy nó rất là sắc nét. Đường hình ảnh của nó đưa ra là đường hình ảnh 1080, và màu sắc của nó thì cực là kỳ là đẹp luôn. Đấy, chữ trước thì nó cũng rất là sắc nét các bác nhé. Và nếu mà các bác chọn nhiều bài hát, các bác chọn nhiều bài, đấy các bác chọn 3 bài, 4 bài, 5 bài, thì nó sẽ hiện ở bên cái ô bảng chọn ở bên này. Thì các bác có thể là ưu tiên next bài đẩy lên trên, hoặc là các bác xóa những cái bài mà các bác không muốn hát đi. Đó, rất là thao tác rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, nếu mà các bác không muốn hát nhạc ở trong ổ cứng mà các bác muốn nó đa dạng và phong phú những bài hát hơn, thì các bác hãy sang cái phần YouTube ở đây. Cái phần YouTube đây nó là cái kho nhạc online của toàn thế giới, và bài hát gì gần như là cũng có hết. Các bác dùng ở trên điện thoại mà nó có cái video gì thì ở trong cái phần YouTube của cái Smartcar này thì nó cũng sẽ có.
và nó sẽ có cái phần bật dấu tích xanh ở đây. Khi mà các bác bật cái tích xanh này lên thì nó sẽ tự động nó lọc ra toàn bộ những cái bài karaoke để chúng ta hát. Khi mà chúng ta tắt tích xanh đi thì nó sẽ về một cái YouTube thông thường, thì nó sẽ hiện cả những cái bài có ca sĩ hát hoặc cả những bài karaoke đó. Và cái tốc độ truy xuất mạng của nó thì rất là nhanh. Ví dụ đây em chọn bài Hoa nở không màu này, đấy thì nó ngay lập tức thì nó sẽ có trong phần bảng chọn luôn. Và các bác muốn hát thì các bác chỉ việc ưu tiên nó lên trên cùng, các bác nhấn qua bài thì ngay lập tức ở trên màn hình các bác thấy không, nó sẽ chạy luôn cái bài Hoa nở buồn lắm chị em ơi này, rất là nhanh các bác nhé, thao tác mạng rất là nhanh. Và một cái nữa là khi mà chúng ta không hát YouTube, chúng ta chỉ muốn nghe nhạc, thì nó có cái ứng dụng SoundCloud ở đây để chúng ta chọn những cái bài nhiều thể loại khác nhau, non stop, remix, dancer, rồi nhạc DJ, rất là nhiều cái thể loại và gần như bài hát gì nó cũng có. Đây là cái kho nhạc ở trên mạng các bác nhé, kho nhạc ở trên mạng thì nên nó sẽ cập nhật thường xuyên, nó không bị giới hạn bài hát. Còn cái so với cái việc các bác dùng ở trong cái ổ cứng này này, khi mà anh em đi làm sự kiện hoặc các bác dùng gia đình ấy thì các bác cũng nên sắm cho mình một chiếc ổ cứng, đặc biệt là anh em đi làm sự kiện, bởi vì cái con đầu đấy nó có thể hoạt động là không cần ổ cứng cũng được, nhưng trong cái trường hợp mà các bác đi làm sự kiện mà bị mất mạng hoặc là mạng ở đấy nó quá yếu, nó chập chờn, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những bài hát vĩnh viễn lưu trữ ở trong ổ cứng và chúng ta cho khách chọn bài như bình thường. Còn nếu mà các bác không sử dụng ổ cứng nhá, thì nó sẽ chỉ có hai mục là YouTube và SoundCloud thôi. Thì các bác sẽ sử dụng mạng một cách bình thường, chọn bài bình thường, nhưng mà khi mà mất mạng thì chúng ta sẽ không thao tác được gì nữa. Thế rất dở, thế nên là các bác nên sắm cho mình một chiếc ổ cứng. Thì bên em có những cái dòng ổ cứng thanh lý 2T, 3T, 4T, 6T, 8T, có cả mới cả thanh lý thì tùy theo nhu cầu của các bác sử dụng và các bác lựa chọn. Và tiếp theo là ở dưới là cái đầu VinaKTV, thì ở cái màn hình này thì em đang cài những cái ứng dụng để cho chúng ta giải trí, xem phim, nghe nhạc, lướt web. Và ở đây thì nó đang hiển thị ứng dụng FPT Play và em đang cài đặt dở các bác nhé. Em nhấn cài đặt thì máy sẽ tự động nó cài đặt. Ở trong cái phần ứng dụng, kho ứng dụng của Smartcar thì nó có rất là nhiều các ứng dụng để các bác sử dụng. Không chỉ là cái việc các bác dùng cái main này để hát karaoke đâu các bác nhé, mà nó như là cái máy tính bảng luôn, nó có thể cài đặt được rất là nhiều các ứng dụng khác nhau để các bác sử dụng. Và ví dụ ở đây em vừa cài đặt xong cái FPT Play đúng không, thì em nhấn Open này, nó sẽ mở lên cái ứng dụng FPT Play. Và trong cái ứng dụng FPT Play này thì nó sẽ có rất là nhiều các phim ảnh, phim hoạt hình, phim hành động, rồi phim tình cảm, phim tâm lý, nó có vô vàn các thể loại phim. Và ngoài phim ra thì nó cũng có cả xem bóng đá, thể thao, các môn thể thao mà các bác yêu thích như đá bóng, bóng bầu dục, rồi bóng rổ, tennis, rồi golf, rất là nhiều các thể loại các bác nhé. Đây các bác có thể xem cái giao diện này, đây nó chia ra là phim truyền hình trực tiếp, phim bộ, ca cộng, thể thao. Đó, nó vào nó gợi ý rất là nhiều các thể loại phim ở dưới này. Nếu mà các bác muốn xem truyền hình thì các bác có thể vào cái phần truyền hình ở đây. Đấy thì nó sẽ có các kênh VTV1, rồi VTV3, FPT Play, THVL, rất là nhiều các thể loại để cho các bác cùng xem. Và cái đầu này các bác nhé, cái đầu này thì các bác có thể sử dụng theo hai kiểu. Một là các bác sử dụng mạng không dây, có nghĩa là các bác bắt mạng từ những cái cục wifi nhà các bác để sử dụng. Thì anh em nào đi làm sự kiện mà không dòng đầu dây ra thì có thể phát wifi từ chiếc điện thoại của chúng ta ra, phát mạng từ chiếc điện thoại chúng ta ra, và chúng ta dùng cái đầu này chúng ta bắt cái mạng đấy để chạy nhạc online để phục vụ khách hàng. Hoặc là chúng ta cũng có thể là cắm thẳng trực tiếp dây mạng LAN vào đây luôn, nó rất là tiện lợi đúng không các bác. Đấy, và ở mặt đằng sau thì nó sẽ có các đường kết nối. Thứ nhất là cổng kết nối mạng này, thứ hai là kết nối đường HDMI, đó là đường truyền hình ảnh ra. Chúng ta có thể sử dụng đường HDMI hoặc đường VGA. Cái đường VGA này thì là thường dùng để chúng ta kết nối lên những cái đầu màn chọn bài các bác nhé. Đường VGA vuông vuông đây này, hình hộp đây này, đó cái màu xanh xanh đấy các bác thấy không. Nó sẽ được truyền ra hai đường hình và một đường hình nữa ở cái bên xanh, đó là cái đường video và đường hoa sen. Tiếp theo về đường âm thanh thì nó sẽ có đường âm thanh hoa sen AUX, hai là cái đường quang học, truyền ra đường quang học các bác nhé. Đây ở dưới đây đó, cái lỗ đường truyền quang học là cái đường truyền âm thanh bằng ánh sáng hiện đại nhất bây giờ. Và tiếp theo đó là cái phần dây nguồn, đó thường nó sử dụng nguồn 220. Và các bác cũng có thể là sử dụng cái nguồn 12V ấy, nguồn, nhưng mà nó sẽ đi qua một cục adapter như thế này. Đây nó sẽ sử dụng nguồn 12V như này thì các bác cắm trực tiếp vào main luôn cũng được. Nó sẽ có hai kiểu sử dụng, tùy theo nhà các bác yêu cầu bên em là làm nguồn như thế nào để các bác sử dụng thì bên em sẽ thiết kế như vậy. Đây các bác có thể thấy ở dưới cái đầu VinaKTV thì cái ở chặn sau là em cũng thay bằng cái chặn của Smartcar rồi và em đã nâng cấp thành công rồi các bác nhé. Đây là cái dây VGA truyền hình ra đây này, và cái anten của nó, đây là cái anten để bắt wifi này, và đây là cái dây cảm ứng ra màn hình này, đấy đây là dây hình ảnh ra màn hình này. Cứ nói chung là cứ những cái đường kết nối thì nó y hệt như là cái main xanh, nó không khác gì nhau nhiều đâu các bác ạ. Nó chỉ khác là cái main xanh là nó chạy được hai ổ cứng, còn main đen nó chỉ chạy được một ổ cứng thôi. Còn đường hình của main xanh nó đưa ra các đường hình là HDMI, VGA và hoa sen, nhưng mà cái main đen nó chỉ đưa ra đường hình là VGA và đường HDMI, chứ nó không có cái đường
video bằng hoa sen chấm hết đó, đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Và ngoài những cái ứng dụng FPT Blend này ra ấy, thì nó còn rất là nhiều các ứng dụng khác và các bác hoàn toàn có thể tự tải về thông qua cái app mà bên em đã cài sẵn ở bên trong main rồi. Đó là cái app APK Pure này các bác này, nó là cái kho cửa hàng ứng dụng. Như là chúng ta sử dụng iPhone thì chúng ta vào App Store, mà chúng ta sử dụng Android thì chúng ta vào CH Play, cửa hàng Play để chúng ta tải. Đây các bác nhé, các bác muốn tải ứng dụng gì thì các bác chỉ cần gõ trên thanh tìm kiếm này thôi thì nó sẽ ra luôn. Đó, ví dụ kể cả game luôn các bác nhé, nhưng mà cái con này không chơi được game đâu, nó chỉ một game Pikachu nhẹ nhàng thì nó chơi được thôi. Chuẩn game nặng thì chúng ta phải có những cái KPC hoặc là những cái trên điện thoại chúng ta mới chơi được. Đấy, gần như là ứng dụng gì nó cũng có luôn các bác nhé. Và để mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này, hoặc là có bác nào có nhu cầu là thu cũ đổi mới, hoặc là các bác là muốn nâng cấp đầu karaoke cũ của gia đình lên đời mới nhất để sử dụng, thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Bên em là bên Lương Thanh các bác nhé. Và ngoài cái việc nâng cấp đầu của main Smart Car ra thì bên em còn nâng cấp của main của VKTV hoặc là Vietca rất là nhiều. Và bên em còn có rất là nhiều các sản phẩm để phục vụ các bác đam mê âm thanh. Ở trên cái dàn này nó có rất nhiều sản phẩm như là vang cơ, vang số, rồi cục đẩy, cục trầm, loa đài, rất là nhiều để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, em xin dừng cái clip này ở đây.